Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên mở rộng diện tích trồng hoa. Nhiều địa phương trong tỉnh Thái Bình phát triển làng nghề nhờ thương mại điện tử. Hải Dương tổ chức ngày hội vào hè và tháng hành động vì trẻ em. Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, vài năm nay, nghề trồng hoa mang lại cho người dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nguồn thu nhập khá cao và ổn định, nhờ đó nên diện tích dành cho trồng hoa ở đây liên tục tăng. Từ hiệu quả thiết thực do trồng hoa mang lại, đến thời điểm này, huyện Văn Giang đã có thêm trên 50 ha được chuyển đổi sang trồng hoa. Đến nay, diện tích trồng hoa toàn huyện đạt trên 250 ha, tăng 50 ha so với năm 2018. Hầu hết các diện tích hoa đều được trồng thành vùng tập trung với quy mô lớn, tập trung ở xã Xuân Quan, Phụng Công, thị trấn Văn Giang và nay phát triển ra các địa phương lân cận như Long Hưng, Nghĩa Trụ. Các chủng loại hoa cây cảnh đa dạng, trong đó các giống hoa có chất lượng cao như hoa lily, hoa lan, hoa hồng, hoa trà, hoa trạng nguyên, hoa hải đường chiếm đa số diện tích. Nhà vườn trồng hoa được đầu tư đồng bộ với hệ thống nhà lưới che nắng, che mưa, hệ thống tưới tiện lợi. Bình quân thu nhập từ trồng hoa đạt 35 đến 40 triệu đồng một sào một năm, tương đương khoảng 1 tỷ đồng một hecta. Những vườn hoa chất lượng cao cho thu vài tỷ đồng một hecta một năm. Trước nguy cơ mai một của làng nghề truyền thống, hiện nay nhiều địa phương trong tỉnh Thái Bình đã tìm được hướng đi và không ngừng phát triển nghề truyền thống nhờ đổi mới phương thức sản xuất, tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá rộng rãi sản phẩm làng nghề ra thị trường nước ngoài. Lực lượng lao động giảm, thị trường trong nước gặp nhiều khó khăn. Để duy trì và phát triển sản phẩm đệm ghế cói, năm 2011, anh Phạm Tiến Duật, xã Quang Lịch, huyện Kiến Sương đã có kế hoạch mở rộng thị trường ra nước ngoài, mở gian hàng trên trang thương mại điện tử Alibaba và tham gia hội chợ tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đưa sản phẩm ra nước ngoài thì cũng nhờ sự giúp đỡ của Sở Công Thương, giúp cho các website miễn phí để quảng bá hình ảnh, rồi là các cái mẫu mã mới, các cái hoạt động của doanh nghiệp, và từ đó là khách hàng cũng tin tưởng. Cải tiến sản phẩm với nhiều mẫu mã, kích thước khác nhau để tạo ra sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu thị trường là hướng đi của công ty sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An, huyện Tiền Hải. Công ty đã khẳng định chỗ đứng của sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên đấu trường quốc tế và tạo việc làm cho gần 70.000 lao động trong tỉnh. Tăng cường xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm nghề, làng nghề đã và đang thể hiện rõ vai trò phát triển của doanh nghiệp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của làng nghề truyền thống hiện nay. Sau khoảng 3 năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tình hình phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã có sự thay đổi rõ rệt. Địa phương đã tập trung phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới với phương châm đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động và tăng thu nhập cho người dân, chú trọng thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề. Phát huy tiềm năng nguồn lao động dồi dào, vị trí địa lý thuận lợi có gần 2 km quốc lộ 38B và gần 5 km quốc lộ 37B chạy qua địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, đã làm tốt công tác quy hoạch, tạo quỹ đất tập trung cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ cá thể đầu tư phát triển đa dạng ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như may công nghiệp, xây dựng, cơ khí, mộc để tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động tại chỗ. Với các biện pháp đồng bộ, đến nay trên địa bàn xã Cộng Hòa đã phát triển đa dạng các ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như chế biến gỗ, may công nghiệp, xây dựng, cơ khí, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Nhiều doanh nghiệp, xưởng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã Cộng Hòa đã và đang góp phần đưa địa phương giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 13% trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt từ 70 tỷ đồng đến 75 tỷ đồng trở lên. Để khắc phục thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, nhiều chủ trang trại trong tỉnh Hải Dương đã chuyển hướng sang nuôi gia cầm. Nguyên nhân là việc tái đàn chăn nuôi lợn chưa thể thực hiện được do mầm bệnh có thể tồn tại rất lâu trong môi trường và dịch tả lợn châu Phi lại chưa có vaccine điều trị. Ngược lại, vốn đầu tư ban đầu để chăn nuôi gia cầm không nhiều và gia cầm lại không bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, tính đến thời điểm đầu tháng 5 này, toàn tỉnh Hải Dương có đàn gia cầm 12.350.000 con, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước.
Với tình hình như hiện nay, các địa phương cần có chính sách giúp cho nông dân và các chủ trang trại đầu tư phát triển gia cầm vừa bù đắp lượng thịt lợn có thể bị thiếu hụt vào dịp cuối năm do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, vừa giúp nông dân phục hồi sản xuất. Tuy nhiên, việc nuôi gia cầm phải theo quy hoạch, tìm hiểu kỹ những nhu cầu thị trường, thực hiện phương thức nuôi gối đàn, tránh chăn nuôi ồ ạt. Cùng với đó, phải đặc biệt chú trọng áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tránh để phát sinh dịch bệnh. Một trong những tiêu chí xuyên suốt trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập cho người nông dân. Vì vậy, chính quyền xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã vận động bà con cải tạo vườn tạp, đưa các loại cây phù hợp có giá trị kinh tế cao vào trồng. Mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2015 đến năm 2020 có 50 ha vườn tạp được cải tạo, hiệu quả kinh tế đạt khoảng 200 triệu đồng 1 ha trên năm. Hiện nay, xã Gia Sơn đang tập trung cao thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với mục tiêu tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, nâng cao thu nhập cho người dân. Do vậy, chủ trương cải tạo vườn tạp được chỉ đạo tích cực. Năm 2015 khi mới triển khai thì chỉ có 10 ha, nhưng đến nay đã hình thành 21 mô hình. Chủ yếu là các loại cây như bưởi, mít thái, cam, quýt, chăn nuôi gà. Từ thói quen tập tục sản xuất manh mún nhỏ lẻ theo lối tự cung tự cấp, người nông dân đã dần đưa sản phẩm của mình tới những thị trường lớn hơn theo hình thức liên doanh, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm. Phát triển kinh tế vườn có vai trò quan trọng trong việc sử dụng hiệu quả đất đai, lao động, tài nguyên sẵn có và góp phần nâng cao thu nhập cho các gia đình. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo hoạt động hè 2019 tỉnh Hải Dương tổ chức ngày hội vào hè hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, tuyên dương lãnh đạo trẻ tương lai năm 2019. Những năm qua, tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều cuộc vận động, nhiều chương trình mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng của tỉnh Hải Dương, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, mọi người dân về bảo vệ chăm sóc trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, bóc lột sức lao động, rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em nhiễm chất độc màu da cam, trẻ khuyết tật mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh. Tại chương trình, ban tổ chức tuyên dương và trao giải thưởng lãnh đạo trẻ tương lai cho 30 cán bộ đội có thành tích xuất sắc trong học tập và chỉ huy đội giỏi. Các nhà tài trợ đã trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ tháng 6 năm 2018 đến nay, Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã quyên góp được trên 6,8 tỷ đồng, tổ chức các hoạt động chăm lo cho hàng nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Quỹ bảo trợ trẻ em đã trao tặng học bổng, đồ dùng học tập và xe đạp đến trường cho gần 2.000 trẻ em, bảo trợ và hỗ trợ đột xuất cho 735 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và trẻ em bị tai nạn thương tích, tặng thiết bị vui chơi và phương tiện học tập cho 5 điểm trường, tặng quà cho trên 60.000 lượt trẻ em. Ngoài ra, còn thực hiện hỗ trợ phẫu thuật 22 trẻ em bị các dị tật sứt môi, hở hàm ếch, bị bệnh tim bẩm sinh. Phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện dự án hỗ trợ trẻ em lang thang và nguy cơ bỏ học đi lang thang xã Đồng Thanh, huyện Kim Động và xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, trao tặng 145 chiếc xe đạp và 200 bộ đồ dùng học tập, 400 chiếc áo ấm, tạo điều kiện để các em được hồi da bền vững. Thời điểm này, ngành chức năng các địa phương đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, huy động các nguồn lực chăm lo cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn trên địa bàn tổ chức cho 100% chi hội mở hũ gạo tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm giúp chị em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các chi hội phụ nữ thôn tổ dân phố trên địa bàn đã đồng loạt đổ hũ gạo tiết kiệm được hơn 1 tấn gạo và đổ ống tiền tiết kiệm được gần 200 triệu đồng. Số gạo và tiền trên, các chi hội đã trích giúp cho hơn 200 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thực hành tiết kiệm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn đã bớt một nắm gạo trong bữa cơm hàng ngày, bỏ vào hũ gạo tiết kiệm và hàng ngày đi chợ tiết kiệm vài nghìn đồng tiền lẻ, bỏ vào ống tiền tiết kiệm. Đây là việc làm thiết thực, thường xuyên của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bảng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và trở thành động lực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của hội từ huyện đến cơ sở. Phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng được các hội viên cựu chiến binh hưởng ứng tích cực. Từ năm 2014 đến nay, đã có gần 2.400 hội viên cựu chiến binh mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mạnh dạn tìm hiểu, học hỏi, đưa các giống cây trồng mới, vật nuôi mới cho hiệu quả kinh tế cao về đồng đất Ninh Giang. Nhiều cựu chiến binh còn mạnh dạn phát triển, nâng tầm các nghề truyền thống của địa phương. Song hành cùng với các hội viên, hội cựu chiến binh các cấp đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để vay nguồn vốn ưu đãi cho các hội viên có thêm động lực, nguồn lực để phát triển kinh tế. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu ở Ninh Giang những năm qua còn được gắn với các cuộc vận động, các phong trào của địa phương như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vì an ninh tổ quốc, vì người nghèo và đặc biệt là phong trào cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội cựu chiến binh các cấp đã xây dựng được 111 tuyến đường cựu chiến binh tự quản, xây dựng và duy trì thường xuyên lực lượng cựu chiến binh giữ vệ sinh môi trường, giải tỏa vi phạm về an toàn giao thông, tuyên truyền vận động nhân dân cam kết không vi phạm. Bên cạnh đó, hội cựu chiến binh các cấp còn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị cơ sở, phối hợp với cơ quan chức năng làm tốt công việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ trẻ. Chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tuyên truyền trong cán bộ hội viên cựu chiến binh về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện chỉ thị 05. Thế đồng thời thì hàng năm chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch sát thực và đăng ký giao ước thi đua từ cơ sở cho tới coi hội cựu chiến binh huyện thiết thực. Và chúng tôi sẽ tiếp tục là nhân những cái ngày sự kiện chính trị của cả nước trong năm thì sẽ phát động phong trào quay thi đua từng đợt, thế và nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Từ kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu những năm qua, thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh Ninh Giang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của hội và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đầu tư phát triển cho sự nghiệp giáo dục đào tạo luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội. Nắm bắt được ý nghĩa đó, những năm qua, ngoài chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, các trường học, nâng cao trang thiết bị, phục vụ công tác dạy và học. Đây chính là tiền đề quan trọng để huyện Quế Võ nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong thời gian tới. Trường Mầm non xã Phù Lãng là một trong những ngôi trường đang được địa phương tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng. Khu nhà hiệu bộ, lớp học 3 tầng với kinh phí đầu tư khoảng 20 tỷ đồng đang được gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng trong năm học mới. Với đặc thù địa phương có số đông dân số, nên bậc học mầm non nhà trường hiện có 600 học sinh và hiện học tại 4 khu lẻ. Không chỉ khó khăn cho công tác quản lý phân bổ giáo viên trực tiếp giảng dạy mà việc phân bố học sinh ở nhiều khu lẻ khiến cho các cháu không được thụ hưởng đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại. Tuy nhiên, với việc chuẩn bị hoàn thành và đưa vào sử dụng khu nhà hiệu bộ, nhà lớp học 3 tầng vào trung tuần tháng 8 năm nay sẽ là điều kiện để cô trò trường mầm non Phù Lãng khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học. Để đảm bảo về cái khu tập trung mà như cái công tác mà triển khai và trong cái đề án xây dựng thì đảm bảo cái công tác tập trung, thì hiện nay cái trường mầm non chúng tôi đang xây dựng khu tập trung tại địa điểm trung tâm của xã để đảm bảo được cái yếu tố ban đầu, đó là về khu tập trung công tác quản lý. Cái thứ hai nữa là liên quan công tác quản lý thì tất cả những cái công tác khác thì chúng tôi thì trong cái công tác kiểm tra giám sát và liên quan đến cả cái công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, cái nơi tập trung nó cũng được tốt hơn. Với sự quan tâm của cấp ủy, sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành, có thể nói hạ tầng cơ sở vật chất ngành giáo dục huyện Quế Võ đã cơ bản hoàn thiện, và cùng với việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, sự chủ động, các điều kiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, đồ dùng phương tiện dạy học theo hướng đồng bộ hiện đại sẽ là cơ sở để giáo dục và đào tạo Quế Võ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp giáo dục.
việc thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian qua đã giúp trẻ tích cực chủ động tham gia các hoạt động làm việc theo nhóm để được trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ và trình bày ý kiến của mình. Chuyên đề được thực hiện đã giúp nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện cụ thể của trường lớp địa phương, đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, huy động được sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Nhiều thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được cải tiến thay mới, nhiều phòng học sân chơi được cải tạo, nâng cấp, mở rộng, thông thoáng, sắp xếp bố trí sáng tạo phù hợp với diện tích của nhóm lớp của trường. Khi tham gia vào mô hình trường học lấy trẻ làm trung tâm, các yếu tố liên quan tới môi trường xã hội cũng được đề cập như tạo không khí giao tiếp tích cực giữa cô giáo với trẻ và ngược lại, có sự đối xử công bằng trong giáo dục, tại lớp không có tai nạn thương tích đối với trẻ, có sự trao đổi thường xuyên giữa giáo viên với gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm. Từ đó, trẻ mạnh dạn, tự tin phát huy khả năng sáng tạo khi tham gia các hoạt động giáo dục và phát triển toàn diện về thể chất, nhận thức ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. Thực hiện thông tư số 39/2017 của Bộ Y tế quyết định gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến cơ sở, Sở Y tế tỉnh Nam Định đã tích cực triển khai các giải pháp thực hiện và bước đầu đem lại hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Theo thông tư 39/2017/TT-BYT, người dân sẽ được cung cấp các gói dịch vụ y tế cơ bản chăm sóc sức khỏe, gồm gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả và gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe. Với gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, người bệnh được tiếp cận với 76 dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và 241 loại thuốc áp dụng tại cơ sở y tế tuyến xã. Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe, gồm các dịch vụ thiết yếu áp dụng tại trung tâm y tế tuyến huyện và các trạm y tế tuyến xã để chăm sóc sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe. Sở Y tế đã tổ chức đào tạo, tập huấn triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến y tế cơ sở cho các cán bộ y tế tuyến huyện và tuyến xã. Chỉ đạo triển khai dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế tại 229 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, Sở Y tế rà soát và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các trạm y tế có đủ số phòng theo quy định để thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, nâng cấp trang thiết bị để thực hiện tốt gói dịch vụ y tế cơ bản. Mùa mưa các năm trước trên địa bàn thành phố Hải Dương thường xảy ra những đợt ngập úng cục bộ. Trước mùa mưa bão năm nay, đặc biệt là thực hiện công văn số 41 ngày 27 tháng 5 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa trên diện rộng và sông lốc, thành phố Hải Dương đang quyết liệt các biện pháp phòng chống úng ngập khu vực đô thị. Trước mùa mưa bão năm nay, thành phố Hải Dương đã xây dựng phương án phòng chống úng ngập khu vực nội thành. Trong phương án này, cùng với đánh giá thực trạng việc tiêu thoát nước và kết quả phòng chống úng ngập năm 2018, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố xây dựng phương án tiêu thoát nước cụ thể cho từng khu vực những năm trước thường xảy ra úng ngập cục bộ khi mưa lớn xảy ra. Thành phố có một cái kế hoạch rất là chi tiết, là yêu cầu các nhà đầu tư xây dựng các khu đô thị, các khu dân cư mà giáp khu dân cư cũ đấy khơi thông dòng chảy mỗi khi mưa lớn để tránh cái ngập úng. Chúng tôi cũng tập trung là hiện nay là cũng đang đôn đốc tiến độ để xây dựng cái hệ thống thoát nước ở cái khu vực đền Thánh, khu vực Cô Đông. Đây là khu vực nằm kẹp giữa đường năm đường sắt, thì nhiều năm gần đây thì cũng bị ngập úng rất là nhiều. Cùng với hoàn thành công tác sửa chữa 17 trên 18 trạm bơm tiêu úng, Công ty Cổ phần Quản lý Công trình Đô thị Hải Dương chuẩn bị nhân lực, vật tư, ứng cứu, xử lý khi mưa lớn xảy ra. Tổ cống ngầm của xí nghiệp thoát nước nạo vét bùn đất ứ đọng trong các lòng cống qua đường nhằm khơi thông dòng chảy. Từ chiều ngày 27 tháng 5, xí nghiệp thoát nước chỉ đạo 13 trạm bơm có thể tiêu thoát nước bằng phương pháp tự chảy, mở cánh cống để tiêu thoát nước. Đối với 4 trên tổng số 5 trạm bơm còn lại, vận hành máy bơm tiêu thoát nước đệm nhằm giảm áp lực chống úng khi mưa lớn xảy ra. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, dự báo chuẩn bị có đợt mưa to đến rất to. Trạng thái thời tiết này sẽ là thử thách đầu tiên đánh giá hiệu quả xây dựng, tổ chức thực hiện phương án chống úng ngập khu vực nội thành của thành phố Hải Dương có thực sự hiệu quả hay không.
đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong các hoạt động khai thác, tập kết, bến bãi, kinh doanh cát đá trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Công an tỉnh Thái Bình triển khai kéo dài từ đầu tháng 5 năm 2019 đến hết tháng 7 năm 2019. Trong thời gian 3 tháng, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung kiểm tra, đấu tranh xử lý vi phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát đá, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp bao che, bảo kê hoặc can thiệp trong hoạt động này. Qua công tác kiểm tra cũng đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.